rapper Test đúng chuẩn con nhà người ta, học giỏi rap hay, ngựa chiến của team Big Daddy. Theo đuổi dòng nhạc rap từ năm 17 tuổi, sau khi tham gia một số hoạt động ngoại khóa tại trường, anh chàng tự học rap, tập sáng tác, thu âm sản phẩm của mình và đến nay đã gặt hái được một số thành công nhất định. Test, tên thật là Nguyễn Đình Dương, sinh năm 2001, anh là một rapper miền Bắc nổi tiếng với kỹ thuật phép flow ấn tượng và nhịp điệu vững chắc. Phong cách của Test mang đậm những đặc trưng của rap Việt với cách sử dụng câu từ nhuần nhuyễn, mượt mà, ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ là nghệ sĩ âm nhạc, Test cũng được biết đến là một chàng trai tự lập, trưởng thành và rất nghiêm túc cho những quyết định của mình từ việc học cho đến theo đuổi đam mê. Bởi học hai trường cùng lúc đã ngốn không ít thời gian biểu của nam rapper nên anh buộc phải rời sở thích rap của mình về cuối ngày, có khi sáng tác đến tận đêm muộn. Cho đến bây giờ, Test vẫn không hối hận với lựa chọn của mình, vì với anh, ở lứa tuổi 18 ấy, anh đã thực sự nhận lại được giá trị mà bản thân mong muốn chứ không hề hoài phí tuổi trẻ. Từ năm lớp 11, Đình Dương đã bắt đầu theo đuổi dòng nhạc rap. Sau khi tham gia vào một số hoạt động ngoại khóa ở trường, anh chàng tự mày mò học rap rồi tập tành sáng tác, tự thu âm sau đó đăng lên kênh của mình. Được một khoảng thời gian, Dương gia nhập cộng đồng GPA cùng với nghệ danh Test. Từ đây, nam rapper đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và đúc kết lại để trau dồi cho kỹ thuật, màu sắc riêng của mình. Mặc dù chưa có sản phẩm cá nhân nào, nhưng Test đã tham gia rất nhiều cuộc so tài trong giới underground. Anh chàng từng đi biểu diễn ở nhiều nơi, đặc biệt có cơ hội đứng chung sân khấu với đàn anh MC Il, người mà Test mơ ước được gặp gỡ và rap chung từ lâu. Đến năm 2010, có lẽ đây là một cột mốc đáng nhớ với Test khi anh tham gia chương trình Rap Việt mùa 1 và trở thành một ứng viên mạnh, đầy tiềm năng được các giám khảo đánh giá cao. Ban đầu, Test vào đội của huấn luyện viên Karik và đối đầu ngang tài ngang sức với đối thủ Jidaki, một rapper tài năng khó nhằn. Kết quả Jidaki được Karik chọn đi tiếp, còn Test may mắn được huấn luyện viên Wowie tung nón vàng cứu về đội của mình. Đáng chú ý, trước đó ở vòng chinh phục, Wowie chưa từng nhấn chọn Test bởi lý do anh học hai trường, một ngày ngủ 3 tiếng, giờ mà tham gia chương trình thì lấy đâu ra sức khỏe. Nhưng sau cùng, đàn anh gạo cội đã cứu Test về đội. Nhiều fan ví von rằng đó chính là định mệnh, dù có trốn tránh, có từ chối cũng nhất định là phải gặp nhau. Về với vòng tay của Wowie, Test có màn lột xác ngoạn mục ở vòng bứt phá, pha bẻ lái flow điêu luyện cùng cú phép flow để đời của anh khiến ban giám khảo và huấn luyện viên phải nín thở thay nam rapper. Bài nhạc Test thể hiện tại đây mang tên Mình Đồng Ra Sắt, mang giai điệu khá bắt tai cùng khả năng gieo vần đôi cực đỉnh đã giúp anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Với tiết mục xuất sắc này, trong khi huấn luyện viên cũ là Karik cười một cách tự hào thì người thầy mới của Test là Wowie lập tức lên sân khấu để cơm bưng nước rót cho cậu học trò. Huấn luyện viên Suboy cũng phải dành lời khen có cánh cho anh chàng. Nữ rapper còn khẳng định Test là thần đồng rapper và anh đã chứng minh được điều đó qua lyric độc đáo của mình. Dù phải dừng chân ở vòng bứt phá, nhưng Mình Đồng Ra Sắt của Test đã để lại ấn tượng khá lớn trong lòng huấn luyện viên, giám khảo và khán giả. Từ khi bước ra từ chương trình Rap Việt, Test dần được mọi người chú ý và biết đến nhiều hơn. Chính vì thế, câu chuyện đời tư của anh cũng được người hâm mộ quan tâm. Tối 20 tháng 10 năm 2020, Test livestream thừa nhận đang hẹn hò với rapper Pháo King of Rap sau 5 ngày chia tay bạn gái cũ. Thời điểm này, chuyện tình cảm của cả hai bị cộng đồng mạng soi xét khá nhiều vì họ nghi ngờ Pháo là trà xanh chen vào chuyện tình cảm giữa Test và người yêu cũ. Nhưng nam rapper đã lên tiếng đính chính. Sau đó, bạn gái cũ của nam rapper 10X cũng không nói gì thêm nữa. Những bạn bè của Test và Pháo đều ủng hộ mối quan hệ này của hai người. Hiện cặp đôi đang có mối quan hệ tốt đẹp và nhận được sự chúc mừng của người hâm mộ. Trở lại với Rap Việt, sau thất bại của 3 năm trước, Test xuất hiện với một phiên bản hoàn hảo hơn và tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm phía người hâm mộ. Tuy nhiên, màn mở đầu có vẻ không mấy suôn sẻ bởi tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền, đến cuối bài Test mới được huấn luyện viên Big Daddy đạp chọn. Điều này nhanh chóng khiến netizen ở những hội nhóm về rap xảy ra tranh luận. Nhiều người cho rằng anh chàng đang giấu bài, còn một số khác thì lại thể hiện sự nghi ngờ về khả năng thực sự của Test. Đến Karik cũng phải lên tiếng rằng đã từng tiếp xúc với Test và anh nhận thấy khả năng hiện tại của nam rapper 10X đã vượt xa sự thể hiện ở lần thi này. Karik còn khẳng định một câu chắc nịch là Test chắc chắn đang giấu bài. Những người hôm nay không chọn anh là một sai lầm. Cho đến vòng đối đầu thì mọi người đã vỡ òa vì thật sự đã sai lầm khi nghi ngờ thực lực của Test. Anh chàng này đã đánh bại rapper Gừng Không Cay một cách dễ dàng bởi kỹ thuật phép flow sở trường, tiến thẳng vào vòng bứt phá vô cùng thuyết phục. Và mới đây, Test còn có màn bứt phá thật sự với bài Enjoy Cái Moment này, được các giám khảo và huấn luyện viên khen ngợi là phiên bản hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Kết quả anh xuất sắc vượt qua 3 đối thủ còn lại ở bảng C là Raw, Team B-Ray, Shane S, Team Andrew Ryan và Von Talk, Team Thái VZ, giành quyền đi tiếp vào chung kết, ngồi chung mâm với Lil Gray và Milo Dick.